Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lâm Gia. Và trên tay mình đây đang chính là chiếc iPhone 5 được mình đặt ở trên Shopee với giá chỉ có 800.000 thôi. Và đây là phiên bản quốc tế nha, chứ không phải là phiên bản lock đâu. Phiên bản quốc tế 16GB. Thật sự là mình không thể ngờ được với cái giá này luôn á, 800.000. Thì sau khi video iPhone 4 nè, rất nhiều bạn ở ngay bên dưới video này yêu cầu mình làm luôn chiếc iPhone 5. Thì những bạn yêu cầu mình sẽ hiện thị ngay trên màn hình nha. Rất là nhiều luôn. Thì hôm nay em nó đã trên tay mình rồi. Cầm trên tay cái vỏ hộp này thực sự nó bé tí luôn á, nhỏ xíu à. Và đóng gói cũng hơi lạ một tí. Mình cũng khá là nóng nóng mở sản phẩm này ra rồi. Bắt đầu thôi. Thì đây chính là cái vỏ hộp đóng gói của em nó nha. EMS, dịch vụ chuyển phát nhanh nè. Thì lúc mình đặt á, chỉ có một đơn vị vận chuyển duy nhất thôi, đó là VNPost Nhanh. Mình thấy cái bên vận chuyển này á, cái thái độ phục vụ không có tốt. Thái độ nhân viên á, lúc gọi cho mình thì cái giọng rất là khó chịu. Và lúc giao cũng vậy nữa. Đó, thì mình sẽ để cuộn ghi âm cho các bạn nghe nha. À, anh có cái bưu phẩm nghe, địa chỉ mình bên công ty nào vậy anh? À, anh cứ tới gọi làm xuống rồi. Bữa nay em không có cầm điện thoại anh ơi. Anh ở công ty nào anh? Ồ, anh giao hàng bên nào? Em bên bưu điện anh ơi. Bưu điện anh giao có cái bưu phẩm em không biết nữa. Em bên bưu điện anh có cái bưu phẩm mà, thì em chỉ biết gì thôi, em đâu phải người gửi đâu mà em biết ở trong đó là gì. Mà sao tự nhiên shipper không đem điện thoại là sao đó? Em không phải shipper anh, em chỉ là bưu tá thôi. Bưu tá em đi phát thư thôi mà. À, chứ em không phải là người ship hàng cho anh đâu anh. Em là phục vụ công chúng anh. Em là phục vụ công chúng anh. Ok fine. Em là người phục vụ công chúng. Đó, thì nhân viên lúc gọi mình á lại phải biết là mình làm ở lầu nào, công ty gì để lên mới giao được. Thường thường á thì mình mấy shipper gọi á thì mình sẽ đi xuống để lấy. Rồi thôi, bỏ qua cái chuyện ship đó đi. Đây chính là địa chỉ người gửi nè. Và nội dung nè, iPhone 5 quốc tế nha, 16GB. Đó, đây là tổng cái phí vận chuyển nè. Shopee. Chung như vậy thôi. Đó, mình sẽ để thêm cái thông tin đơn hàng trên màn hình cho các bạn xem nha. Thì mình mua sản phẩm ở đây á là máy chừng và độ mới của nó là 95%. Nên nó có giá là 800.000. Và nếu như các bạn mua những cái mới hơn á, như là 99% á, hoặc là có đem phụ kiện á, thì nó sẽ thêm vài chục tới 100.000 gì đó. Đó, thì nói chung này có sẽ nhiều cái cho các bạn lựa. Rồi thôi, inbox thôi. Rồi, mình cắm sạc em nó một tí nha. Thì đây các bạn có xem nha, mặt sau nè. Trời ơi, nó chày nát bấy luôn, chày tới nổi nè. Rất kinh khủng luôn nha. Rồi màn hình trước nè. Nó chày nè, bể luôn nè. Ôi, viền trên nè. Chán quá. Máy này mà kêu là máy 95% thì mình cũng lại. Mình đánh giá qua một tí nha. Ở đây có một tỷ email nè. Apple iPhone 5 32GB. Đây là in là 32GB mới ghê chứ. Mình đặt là đặt bản 16GB mà ta. Chắc có tí nhầm lẫn, đây cũng là tờ giấy thôi. Nói chung chúng mình mở máy lên check mới biết được. Và phía bên trên nè, cũng nút nguồn nè, chạy khá là nhiều luôn. Và bên phải nè, có một cái khay SIM. Mình sẽ lấy khay SIM này ra không nha. Đó, thì đây chính là khay SIM của em nó nè. Và một tí nữa thì mình sẽ bỏ SIM vào test luôn, xem nó có đúng là phiên bản quốc tế hay không. Và bên trái nè, có một nút gạt chỉnh và im lặng nha. Nút tăng giảm âm lượng nè. Và cạnh bên dưới có một jack 3.5 nè, cái tem bảo hành. Và đây là một cái cổng sạc mình đang sạc nha. Và tiếp đó đây là cái loa. Và về mặt sau nha, thì đây là mặt sau em nói nè. Logo Apple nè, camera đèn LED nè. Thì đây là iPhone 5 nè, đèn LED nó chỉ có một tông màu thôi. Và 5S đó, ở đây là có đèn LED hai tông màu. Đây điểm dễ phân biệt nhất giữa iPhone 5 và 5S nha. Mình sẽ đi đến với màn hình trước nha. Phía trên là một cái camera, loa thoại. Và bên dưới là một nút home nè. Nói chung á, mình đánh giá ngoại hình của con iPhone 5 này á, chỉ tầm được khoảng có 80% thôi, chứ không được 95% như shop nói đâu. 95% á, là nó chỉ có xước, hơi xước một tí, chứ không đến nỗi mà nát như cái con này đâu. Ơi, và bây giờ mình sẽ bỏ SIM vào thử nha. Ồ, mà sao cái khay SIM này màu nó sai sai ra. Thì hiện tại nè, máy đã lên sóng rồi. Vinaphone nha. Khi mình mở màn hình lên á, thì mình thấy cái màu của màn hình này nó hơi lạ một tí. Nó hơi mà dạng tối tối đen đen á, chứ nó không được trắng trong. Vào phần cài đặt á, thì nền nó trắng nè, các bạn sẽ thấy rõ hơn nè. Bốn viền xung quanh nè, nó bị tối nè. Thì mình nghĩ cái màn hình này á, nó có tí vấn đề. Rồi, cạc chung đi, mình sẽ xem những thông tin nha. Và dung lượng 27GB luôn. Thì có nghĩa là chiếc máy này là 32GB thật nha.
32GB và phiên bản iOS á là 9.3.2. Thì mình cũng không hiểu tại sao mình đặt 16GB mà lại giao cho mình 32GB nữa. Mình sẽ đi test pin của sản phẩm này nha. Mình sẽ test bằng phần mềm là Battery Life. Battery Life nè. Thì ở đây thì nó bắt mình đăng nhập cái Apple ID vô nha. Thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào thôi. Rồi, mình sẽ tải tiếp thử YouTube nha. Nói chung cái bàn phím này hơi nhỏ. Cái màn hình này hơi nhỏ nè, cho nên bàn phím nó cũng nhỏ. Mà mình chưa quen á, nên cảm giác bấm nó hơi khó. Vậy thì dùng những chiếc màn hình lớn quen rồi. Màn hình của chiếc máy này chỉ có 4 inch thôi. Rồi, Battery Life. Thì vào phần mềm này thì các bạn sẽ biết được chiếc máy này nó sẽ bị, cái pin của chiếc máy này á, nó sẽ bị chai bao nhiêu nha. Wow, pin chai rất là cao luôn, 43%, chai 43% rồi. Và đã sạc được một tí thì sạc được 27% rồi. Thấy không, pin chai càng nhiều thì sạc càng nhanh mà. Bởi vì pin dung lượng còn lại của nó không có còn bao nhiêu á. Rồi, mình sẽ vào thử YouTube nha, để test màn hình và test loa của con này. Ồ, thì vừa vào đã gặp quảng cáo. Mình mở máy. Các bạn ghê chưa? Ghê thò tục luôn nè. Chính của bạn nè. Tới nè. Nó ghê chưa? Làm một cái vân tay đằng sau chỉ cho vui thôi, nhưng mà sẽ sử dụng vân tay trong màn hình. Quá là khủng khiếp luôn. Thực sự là cười không thể chịu nổi luôn. Vân tay trong màn hình luôn. Tay cùi tay lỡ vậy nè. Tay cùi tay lỡ thì cũng mở được lắm. Rồi mình sẽ thử luôn bưng chân nha. Và đặc biệt hơn á là một người ép tất cả người dùng. Chào tất cả mọi người. Thì sau 3 lần mà mình đặt thất bại chiếc Apple M11 Pro ở trên radar, thì các bạn muốn biết lý do tại sao mình đặt thất bại thì mình đã có làm một video nha. Đó, wow, các bạn xem nè. Các bạn nhìn nè. Mình bấm nút tăng âm lượng thì được nha, nhưng mà nút giảm âm lượng á, bấm nó không chạy nè. Mình bấm rất là mạnh luôn mà cái nút giảm âm lượng nó đã bị hư rồi, khá là buồn luôn. Rồi mình sẽ test thử cảm ứng nha. Thì test cảm ứng thì rất là đơn giản thôi, các bạn cầm một cái icon nha. Các bạn sẽ kéo hết cái màn hình nè. Mình sẽ đi quét hết nè. Rồi, nếu như cái icon mà nó bị buông ra giống vậy nè, thì cái ngay điểm mà nó kéo qua thì đó chính là điểm chết nha, nó không cảm ứng được ngay điểm đó, thì chiếc máy này không có bị vấn đề đó. Rồi, mình sẽ thử camera luôn. Camera nha. Camera sau thì vẫn khá là ok thôi. Camera của iPhone 5 này thì chụp cũng được. Đó, và camera trước nè. Thì cũng ok thôi. Đó, vậy là mình đã vừa test sơ qua chiếc máy này rồi. Nói chung là mình thấy nó bị những điểm như sau nè. Một là nút giảm âm lượng nha, nút giảm âm lượng không chạy. Tăng này vẫn có nha, nhưng mà nút giảm không xuống nè. Nút giảm này bị hư rồi. Tiếp đó là ngay màn hình nè, các bạn chỉnh qua những cái nền trắng á thì sẽ thấy ngay nó bị vàng nè. Rồi tiếp đó nữa thì mình thấy chiếc máy này quá là cũ luôn. Shop nói là 95%, nhưng mà bể màn hình nè. Các bạn thấy là bể màn hình nè. Và viền nè, mặt sau nè, khá là nát luôn. Mình đánh giá chiếc máy này á thì nó chỉ còn khoảng 80% thôi, chứ không được 95% đâu. 95% á thì màn hình nó sẽ còn rất là mới nha, bị xước ít thôi. Mà này xước nhiều và bể nữa. Và mặt sau viền á thì nó sẽ bị nói chung cũng không có ghê tới nỗi như chiếc máy này đâu. Và pin của nó đã bị chai á, chai hết 43% rồi. Các bạn thấy không? Rất cao và báo động đỏ luôn. Bởi vì mình thấy những cái vấn đề mình vừa nói á, cho nên mình đang suy nghĩ á, không biết có nên trả chiếc máy này hay không. Thì các bạn cho ý kiến ở bên dưới nha, xem mình có nên trả hay không. Và nếu như mình trả thì mình sẽ làm một video trả hàng cho các bạn xem luôn. Đường link chi tiết của sản phẩm này mình sẽ để ngay bên dưới description nha. Các bạn có thể click vào link bên dưới để tham khảo. Mình xin kết thúc video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video clip của mình. Tạm biệt và hẹn lại các bạn trong một video gần nhất.